đi taxi 7 km, du khách nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh bị chặt chém 1,2 triệu đồng. Phát hiện số tiền đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn ở quận 1 cao bất thường. Du khách người Nhật đã trình báo lực lượng chức năng. Ngày 14 tháng 3, đại diện Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này vừa phối hợp công an đồn cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và an ninh sân bay kiểm tra. Xử lý một tài xế taxi chặt chém du khách nước ngoài. Theo Thanh tra Giao thông, trước đó một hành khách Nhật Bản đón taxi đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn ở quận 1. Có quãng đường 7 km. Khi hành khách về đến khách sạn, đồng hồ báo cước phí là 120.000 đồng. Tuy nhiên, tài xế đã thu của vị khách này 1,2 triệu đồng. Thấy tiền cước cao, du khách này đã báo với quản lý khách sạn. Sau đó, hành khách cũng đến công an đồn cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để trình báo. Lực lượng chức năng đã vào cuộc và xác định nam tài xế tên NTT, 45 tuổi, ngụ quận 4, thuộc hãng taxi Sài Gòn Tourist. Làm việc với công an, tài xế T thừa nhận hành vi chặt chém và hoàn trả số tiền chiếm đoạt cho du khách. Thanh tra giao thông cũng phát hiện phù hiệu trên taxi này hết hạn và lập biên bản xử lý theo quy định.